Dự thảo nêu rõ cơ sở cai nghiện ma túy công lập có giám đốc và các phó giám đốc theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo phân cấp hoặc ủy quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy công lập thực hiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ sở cai nghiện ma túy thành lập các phòng chuyên môn theo quy định của pháp luật, đảm bảo bao quát các lĩnh vực được giao về cai nghiện ma túy. Các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện các giai đoạn của quy trình cai nghiện, bảo đảm các điều kiện theo quy định tại mục 1 chương 2, nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập nếu có, gồm đơn vị cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các khu đội thực hiện các nhiệm vụ về điều trị cai nghiện, hỗ trợ phục hồi lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật, căn cứ vào tính chất, đặc điểm, số lượng người cai nghiện, nhu cầu và khả năng của từng địa phương, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền hoặc trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, lồng ghép các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc, quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bảo đảm thực hiện việc cai nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.